Anh xin công bố người đầu tiên là nhân tài trong quý 1 năm 2014 của Linh Trung Tín Group. Đó chính là anh Nguyễn Huy Hoàng. Bạn Dũng Atkarap. Bạn Hòa. Chắc chắn là mình cảm thấy rất là vui rồi vì được thưởng một cái giải thưởng rất là lớn như thế. Mà sau đấy thì là một cảm giác rất là áp lực, bởi vì khi mà đã nhận một cái danh hiệu lớn như thế thì đòi hỏi là cái thời gian tới mình sẽ phải cố gắng học tập cũng như là trong công việc phải cố gắng rất là nhiều để làm sao mà cống hiến được nhiều hơn nữa cho công ty, cũng như là giúp công ty trong các cái việc phát triển về kinh doanh và phát triển về con người nói chung. Ở đây thì mình cũng muốn chúc Linh Trung Tín thì thời gian tới sẽ tìm ra và đào tạo được thêm nhiều gương mặt nhân tài nữa để làm sao cho tổ chức chúng ta sẽ là một cái tổ chức mạnh nhất Việt Nam về mặt con người. Khi được ban lãnh đạo chọn cho mình làm nhân tài trong quý 1 thì mình đã rất là bất ngờ. Có lẽ là cái cảm giác đấy mình cũng chưa thể quên được. Và những cái đóng góp này thì nó bao gồm có anh em bảo hành đã cùng sát cánh với mình. Qua đây thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, các anh em đã sát cánh cùng mình trong thời gian vừa qua. Nhân đây mình cũng xin chúc công ty có thêm rất nhiều nhân tài để đóng góp trong sự phát triển của công ty. Mình rất là vui khi là một trong ba nhân tài của quý 1. Mình rất cảm ơn anh Quỳnh và tất cả các anh em trong xưởng đã tạo điều kiện cho mình một cái môi trường để làm việc. Mình sẽ cố gắng phấn đấu, cố gắng hơn nữa. Chúc tập đoàn mình sẽ có thêm nhiều nhân tài hơn nữa. Mình dự đoán chị Đỗ Thị Tuyết Nhung kế toán trưởng. Lốc sản phẩm của Hàn Phúc. Chị Đinh Ngọc Ánh, giám đốc phát triển con người. Giám đốc điều hành Lê Hoàng Long. Là chị Lê Thị Thanh Thùy, trưởng phòng bảo hành Hắc Sa Môn. Chị Lê Lan Hương, giám đốc điều hành Quán Trà Vàng. Bạn Lê Ngọc Ánh, giám đốc phát triển con người. Em dự đoán là anh Hồ Xuân Bình, trưởng phòng IT. Là anh Lê Hoàng Long, giám đốc điều hành Hắc Sa Môn là nhân tài quý này. Phạm Văn Duy, phó giám đốc điều hành HK3. Anh Đoàn Hoàng Quỳnh. Chị Lê Hương, giám đốc HK3. Lê Ngọc Ánh, giám đốc phát triển con người. Thử giá chị Lê Hương, giám đốc trong chuyên đề HK3. Anh Trần Văn Thái, trưởng phòng kinh doanh HK3. Anh Trần Văn Thái. Anh Đoàn Hoàng Quỳnh, giám đốc phân xưởng. Tôi dự đoán nhân tài quý 2 này sẽ là anh Phạm Văn Duy, phó giám đốc HK3. Chị Lê Ngọc Ánh. Anh Bùi Xuân Bình, trưởng phòng IT của tập đoàn. Bùi Xuân Bình.